Thưa quý vị, mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ công phục vụ nhân dân. Theo đó, Bộ kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị quyết cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết tình hình ùn tắc kiểm định xe ô tô. Theo Thông tấn xã Việt Nam, cụ thể, để khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong công tác đăng kiểm xe cơ giới, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ cho phép các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Các phương tiện này không được chở người, hàng hóa, kinh doanh vận tải. Mặt khác, mỗi đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phải bố trí một đăng kiểm viên bậc cao, mỗi dây chuyền kiểm định phải bố trí đăng kiểm viên có đủ năng lực thực hiện, được đầy đủ các công đoạn kiểm tra, giảm thời gian thực tập đối với các học viên đã có kinh nghiệm làm việc thực tế và đáp ứng được đầy đủ năng lực chuyên môn cho hoạt động kiểm định, không giới hạn công suất dây chuyền kiểm định để phát huy hết năng lực của đơn vị đăng kiểm. Cho phép các đơn vị đăng kiểm đã bị đình chỉ hoạt động, thời hạn 1 tháng hoặc 3 tháng theo quy định tại Điều 10 Nghị định 139, được hoạt động trở lại nếu đã đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị cho phép sử dụng lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm, các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng của các nhà sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô được phép hoạt động kiểm định xe ô tô. Các kiến nghị nêu trên nếu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, có kế hoạch sử dụng lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới, đồng thời nghiên cứu, cập nhật bổ sung vào nội dung nghị định sửa đổi.